Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bất ngờ hình ảnh ở cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh chiều 3 tháng 9. Theo ghi nhận, các tuyến đường trọng điểm ở khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh thông thoáng vào ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Chiều ngày 3 tháng 9, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài, hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành khác đã đồng loạt đổ về thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp tại các cửa ngõ vào thành phố. Từ 17 giờ 30 phút, các tuyến đường chính tại cửa ngõ phía đông, vành đai cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh như quốc lộ 1, quốc lộ 13, ngã tư Linh Xuân, đường Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng gia tăng đột biến về lưu lượng phương tiện nhưng chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ. Tại nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông tương đối ổn định, xe cộ lưu thông chậm. Thậm chí, có tuyến đường mật độ xe cộ không bằng các ngày cuối tuần bình thường, mặc dù hôm nay là ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ. Tại các tuyến đường lân cận nút giao An Phú như Mai Chí Thọ, Lương Định Của, lượng xe cộ lưu thông cũng dễ thở hơn dịp trước lễ. Đoạn ra khỏi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây hướng về trung tâm thành phố ùn ứ kéo dài khoảng 1,5 m. Theo một cán bộ điều tiết giao thông trong khu vực, tình hình giao thông hôm nay tại nút giao An Phú tương đối thông thoáng, chỉ ùn ứ nhẹ, nguyên nhân chủ yếu do dừng đèn để qua giao lộ. Mới trở lại thành phố Hồ Chí Minh, anh Phạm Thanh Vương, sinh năm 1987, quê Bình Thuận cho biết, trên cao tốc cũng có nhiều đoạn ùn ứ, nhưng giao lộ An Phú tương đối thông thoáng hơn mọi ngày. Tôi khá bất ngờ khi đi qua nút giao An Phú, như không thấy kẹt xe, chỉ ùn ứ nhẹ, bởi vì đây là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân sẽ sắp xếp để trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tình hình giao thông vẫn tương đối ổn định, anh Vương chia sẻ. Đường Mai Chí Thọ tương đối thông thoáng tại giao lộ, xe nối đuôi nhau chờ đèn qua giao lộ tại đường Lương Định Của. Trái ngược với tình hình giao thông trên các tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía đông, từ chiều 3 tháng 9, hàng ngàn người nối đuôi nhau quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, khiến cửa ngõ miền Tây ùn ứ kéo dài. Nhiều người đi xe máy mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, chở theo con nhỏ. Đặc biệt, trên quốc lộ 1, đoạn Nguyễn Văn Linh hướng từ cầu Bình Điền, xe cộ lưu thông chậm. Càng về tối, lượng xe cộ từ cửa ngõ miền Tây hướng về thành phố Hồ Chí Minh càng đông. Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh dự báo trước tình hình giao thông phức tạp vào cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đặc biệt vào chiều ngày 3 tháng 9 khi lượng lớn người dân từ các tỉnh đổ về thành phố. Theo dự báo của đơn vị này, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở nên phức tạp với lượng phương tiện tăng dần và xuất hiện một số điểm ùn ứ giao thông. Các tuyến đường như quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, quốc lộ 22 và quốc lộ 13 được xác định là những khu vực dễ xảy ra ùn tắc. Lên kế hoạch đối phó với tình trạng này, Phòng Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo các đơn vị phụ trách các tuyến đường tăng cường bố trí lực lượng tại các điểm nóng có nguy cơ ùn tắc. Các hoạt động được tập trung vào việc phân luồng, điều tiết giao thông và tuần tra kiểm soát để nhắc nhở và xử lý các vi phạm như dừng, đỗ xe không đúng quy định và các vi phạm của xe khách, xe tải gây mất an toàn giao thông. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 31 đến sáng 3 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý tổng cộng 5.845 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 8 ô tô, 2.063 xe mô tô và 17 xe thô sơ. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã thực hiện quyết định xử phạt 1.555 trường hợp, thu về số tiền phạt hơn 3 tỷ đồng và tước giấy phép lái xe của 886 trường hợp. Trên lĩnh vực đường thủy nội địa, 47 trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản và xử phạt với tổng số tiền hơn 153 triệu đồng. Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo đặc biệt trong chiều 30 tháng 8 và chiều 3 tháng 9. Ngày 30 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Kế hoạch này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, phục vụ người dân di chuyển an toàn và thuận lợi trong suốt 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Đây là thời điểm lý tưởng để mọi người thư giãn, tận hưởng những ngày nghỉ bên gia đình và bạn bè. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân có thể lựa chọn tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, xem pháo hoa được tổ chức bởi Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc tận dụng thời gian để đi du lịch, về quê thăm người thân và khám phá những điều thú vị. Tuy nhiên, để có một kỳ nghỉ an toàn và trọn vẹn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra một số lưu ý khẩn thiết đối với người dân khi lưu thông trên đường. Trong đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra khuyến cáo đặc biệt đối với người dân tham gia giao thông vào chiều ngày 30 tháng 8 và chiều 3 tháng 9, vì đây là những thời điểm mật độ phương tiện giao thông tăng cao đột biến. Trong khoảng thời gian này, nhiều người dân sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 hoặc trở về thành phố sau kỳ nghỉ, dẫn đến nguy cơ ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các cửa ngõ và các tuyến đường chính dẫn vào thành phố.
Để đảm bảo kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 diễn ra an toàn và trọn vẹn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, đối với người dân có kế hoạch rời khỏi thành phố bằng phương tiện cá nhân, người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng và bảo dưỡng phương tiện trước khi khởi hành, tập trung vào các hệ thống quan trọng như điện, đèn chiếu sáng, phanh, lốp xe, hệ thống làm mát và bôi trơn động cơ để đảm bảo phương tiện hoạt động ổn định. Chủ động sắp xếp thời gian và lộ trình di chuyển hợp lý, tránh di chuyển vào những giờ cao điểm như chiều tối ngày 30 tháng 8 và chiều tối ngày 3 tháng 9 khi mật độ giao thông sẽ tăng cao đột biến. Theo dõi thông tin giao thông qua các kênh phát thanh, truyền hình và ứng dụng TTGT của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh để nắm bắt tình hình giao thông, tránh các tuyến đường đang xảy ra ùn tắc. Để tránh bị ảnh hưởng bởi tình trạng ùn tắc giao thông và đảm bảo thời gian di chuyển không bị gián đoạn, người dân nên cân nhắc lộ trình trước khi xuất phát. Đặc biệt, cần hạn chế lưu thông vào các khu vực thường xuyên xảy ra ùn ứ, ùn tắc, đặc biệt là những tuyến đường ra vào các bến cảng, bến xe và sân bay. Đặc biệt là hạn chế lưu thông vào các khu vực, tuyến đường ra vào bến cảng, bến xe, sân bay như tuyến đường Phạm Văn Đồng, cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công, vào cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu, đường Phan Đình Giót, Trường Sơn, Bạch Đằng, Hồng Hà hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất, đường Cách Mạng tháng 8, 3 tháng 2, Phan Thúc Duyện, Nguyễn Thông vào ga Sài Gòn, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Phan Đăng Lưu, quốc lộ 13, ra vào bến xe miền Đông, cũ. Đối với người dân sử dụng phương tiện công cộng như xe khách, tàu hỏa hoặc máy bay, chủ động lịch trình và thời gian di chuyển đến các bến xe, bến tàu, sân bay để tránh tình trạng trễ giờ do kẹt xe hoặc các sự cố giao thông khác. Đối với người dân ở lại thành phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ, nếu tham gia các sự kiện như xem bắn pháo hoa, người dân cần chủ động lựa chọn điểm gửi xe phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hạn chế dừng, đỗ xe trái quy định gây cản trở giao thông. Cần giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ khi đến các khu vực đông người để tránh các tình huống nguy hiểm như thất lạc hoặc tai nạn giao thông. Tuân thủ các quy định về an toàn giao thông như không phóng nhanh, vượt ẩu, tuân thủ tốc độ và hệ thống báo hiệu, đồng thời tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu bia. Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo lưu thông an toàn, giải quyết nhanh chóng các tình huống phát sinh và hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi trong suốt kỳ nghỉ lễ. Hình ảnh khác lạ xe cộ trên cao tốc, quốc lộ qua cửa ngõ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Giao thông qua cửa ngõ tỉnh Đồng Nai thông thoáng, ổn định trong ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 khi dòng người quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 3 tháng 9, tại ngã ba Dầu Giây, huyện Thống Nhất, dòng xe đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Các xe từ quốc lộ 20 và quốc lộ 1 di chuyển ổn định về lại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, trên cao tốc Phan Thiết, Dầu Giây, huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ, các xe ô tô di chuyển nhanh, chỉ chậm lại khi tới đoạn trạm thu phí nút thắt Cổ Chai. Riêng trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, xe ô tô nối đuôi nhau tại khu vực gần cầu Long Thành tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh. Để hạn chế kẹt xe, các tổ công tác đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, đội 6, phòng 6, C08 đã phân luồng từ xa, nhiều lần đóng, mở liên tục tại các nhánh rẽ vào cao tốc. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Đồng Nai đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn. Nhất là bố trí lực lượng điều tiết giao thông ở các nút giao thông trọng điểm dọc quốc lộ như ngã tư Vũng Tàu, cụm nút giao cổng 11 đều thuộc thành phố Biên Hòa, vòng xoay đường dẫn lên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, huyện Long Thành. Trước đó, vào tối 2 tháng 9, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm kéo dài trên đường cao tốc Phan Thiết, Dầu Giây. Theo ghi nhận, đường cao tốc Phan Thiết, Dầu Giây đoạn qua huyện Xuân Lộc, Đồng Nai có xảy ra va chạm giao thông vào lúc tối cùng ngày. Đại diện cảnh sát giao thông đội 6 thuộc C08, Bộ Công an cho biết vụ va chạm giữa hai xe ô tô đã được xử lý, hiện trường đã được giải quyết xong. Tiếp đó, tại khu vực trạm thu phí, xe nối hàng dài nhiều km. Nguyên nhân được xác định do quá tải khi hàng ngàn phương tiện đổ về thành phố Hồ Chí Minh. Theo đơn vị quản lý vận hành đường cao tốc Phan Thiết, Dầu Giây, tại trạm thu phí một số phương tiện gặp một số tình trạng như số dư tài khoản không đủ, thẻ lỗi, dẫn đến dòng phương tiện bị ảnh hưởng, ùn ứ. Để giải quyết tình trạng này, đơn vị vận hành cao tốc đã có mặt để điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lối ra quốc lộ 1. Theo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, đội 6, phòng 6, C08, đầu giờ chiều 2 tháng 9, lưu lượng ô tô lưu thông hướng các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận đổ về thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tăng cao. Do đó, khoảng 16 giờ, tổ tuần tra đã điều tiết bớt ô tô rẽ ra quốc lộ 1, đồng thời, ô tô lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh không được rẽ vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Giây mà phải đi thẳng về hướng Đồng Nai để theo xa lộ Hà Nội về.
Đến 18 giờ 30 phút tối 2 tháng 9, các tổ tuần tra vẫn đang bố trí các chốt trực điều tiết tại nút giao quốc lộ 51, yêu cầu các tài xế cần lựa chọn lộ trình lưu thông khác phù hợp. Để hạn chế kẹt xe, các tổ công tác phải phân luồng từ xa, nhiều lần đóng, mở liên tục tại các nhánh rẽ vào cao tốc. Trên cao tốc đoạn qua cầu Long Thành lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 8 km hướng Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!